Buổi gặp bị ví như cuộc xử bắn giữa Trump và truyền thông Mỹ. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump được cho là đã quát mắng đại diện các kênh truyền thông lớn vì đưa tin dối trá trong cuộc gặp kín hôm qua tại New York. Một nguồn tin mô tả với New York Post về cuộc gặp tại Tháp Trump giống như một cuộc xử bắn vậy. Cuộc gặp hoàn toàn là một thảm họa. Những người điều hành và dẫn chương trình truyền hình ở đó nghĩ họ sẽ thảo luận về cách tiếp cận với chính quyền Trump, nhưng thay vào đó họ bị quát mắng theo phong cách Trump. Theo nguồn tin trên, ông Trump bắt đầu câu chuyện với người đứng đầu CNN, Jeff Zucker và nói Tôi ghét kênh của các anh, mọi người ở CNN đều là kẻ dối trá và các anh nên cảm thấy xấu hổ. Nguồn tin thứ hai xác nhận thông tin trên, Cuộc gặp diễn ra ở một phòng lớn và có khoảng 30 tới 40 người, trong đó có những người dẫn chương trình tin tức lớn từ tất cả các kênh. Người này kể tiếp, Trump liên tục nói rằng chúng ta đang ở trong một căn phòng của những kẻ dối trá, thứ truyền thông lừa gạt thiếu trung thực đã đưa tin sai tất cả. Nguồn tin trên kể thêm, Trump không nêu tên Cathy nhưng nói về một nữ phóng viên NBC đưa tin sai, sau đó ông nhắc đến một phóng viên tồi tệ Người đã khóc khi bà Hillary thua trong một cuộc tranh luận do người dẫn chương trình Martha Raddatz của kênh ABC News chủ trì. Bà Raddatz cũng có mặt tại phòng. Các phóng viên đã rất tróng váng và cố gắng đề cập tới cách hợp tác với chính quyền của ông Trump, cũng như việc ông sẽ sắp xếp công việc ra sao khi sống ở Washington trong lúc gia đình ở lại New York. Tuy nhiên, nữ cố vấn của Tổng thống đắc cử Ken Jan Conway lại ca ngợi về các phóng viên rằng cuộc trao đổi đó rất tuyệt vời, chưa từng có, và nói rằng họ đã mất hai ngày để sắp xếp nó. Bà cũng bác bỏ việc ông Trump quát mắng truyền thông. Bà Conway cho biết, Đó hoàn toàn không phải là sự thật. Tôi ngồi bên trái ông ấy. Ông ấy không nổi giận. Dù sao đây cũng là một cuộc gặp không ghi hình, vì thế bất kỳ ai nói điều gì và mô tả sai thì nên suy nghĩ lại. Tôi thực sự thấy vui khi ông ấy tiếp xúc với họ sau một chiến dịch tranh cử dài cam go chắc trở và không phải lúc nào cũng được đưa tin công bằng. Bà Conway cho biết thêm ông Trump hôm nay cũng sẽ gặp mặt các đại diện của tờ New York Times sau khi thường xuyên chỉ trích tờ báo này trên Twitter. Tối qua, tỷ phú 70 tuổi tiếp tục cuộc chiến với báo chí trên mạng xã hội và bác bỏ nghi ngờ rằng công việc kinh doanh có thể gây ra xung đột lợi ích khi ông vào Nhà Trắng. Ông viết, Trước cuộc bầu cử, mọi người đều biết rõ tôi có lợi ích ở các bất động sản trên khắp thế giới, chỉ truyền thông quanh co mới biến nó thành vấn đề to tát. Dù cuộc bầu cử đã khép lại được 2 tuần, ông Trump vẫn chưa tổ chức họp báo, khoảng thời gian dài nhất đối với một tổng thống đắc cử kể từ thời tổng thống Jimmy Carter vào năm 1976. Phát ngôn viên của ông Trump, Hope Hicks, nhiều lần nói với các phóng viên rằng tổng thống đắc cử sẽ thành lập một nhóm báo chí được phép theo ông đến khắp mọi nơi. Tuy nhiên, ông Trump đã vài lần bỏ rơi các phóng viên kể từ khi đắc cử. Truyền thông Mỹ dắt mũi thế giới trước bầu cử ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, mọi tờ báo hãng tin của Mỹ trước bầu cử đều khẳng định Clinton sẽ trở thành tổng thống và bỗng nhiên, mọi sự quay ngoát 180 độ theo chiều hướng không ai lường. Tác giả Sullivan của tờ Washington Post vừa có bài đăng đáng chú ý về truyền thông Mỹ trong đó, khẳng định đại đa số cơ quan báo chí của xứ Cầu Hoa đã đưa tin sai lệch về bầu cử tổng thống Mỹ. Rất nhiều người dân Mỹ muốn thay đổi và Trump là niềm tin mà họ gửi gắm. Tuy nhiên, theo Sullivan, hầu hết nhà báo đều không lắng nghe câu chuyện của nhân dân. Họ viết những gì nhà báo muốn đọc thay vì câu chuyện người dân muốn phản ánh. Nhiều nhà báo không nhận ra điều này cho tới khi kết quả ngã ngủ. Trâm giành chiến thắng lịch sử, tạo ra cân đại địa chấn thực sự khi có đủ 270 phiếu đại cử tri để trở thành tân tổng thống Mỹ. Họ, những nhà báo ngày đêm đưa tin về bầu cử, không thể tin rằng người dân Mỹ lại tin tưởng Trump tới vậy. Số phiếu phổ thông và đại cử tri đồng lòng chọn Trump đã nói lên tất cả. Những gì xấu xí nhất về tân tổng thống Mỹ đã được đưa ra thời gian qua. Ông miệt thị một người tàn tật, phát ngôn bừa bãi và dung tột vì nữ giới, phân biệt chủng tộc và bà giờ thái. Theo tờ Washington Post, nhà báo đều là những người có trình độ cao đẳng trở lên, sống ở thành thị và phần lớn cư trú ở các đô thị lớn như New York, Washington hay bờ Tây. Dù cho các nhà báo có tới những bang khác để phỏng vấn thợ hầm lò hay công nhân ngành chế tạo ô tô thất nghiệp, họ vẫn chưa thể nhìn ra toàn bộ bức tranh tổng thể. Trump từng gọi nhà báo là tham nhũng và xấu xa, đã khiến độc giả Mỹ và thế giới lầm tưởng về những gì nhìn thấy trên mặt báo là chính xác. Thế giới bị truyền thông sở tại dắt mũi ngon lành và đoan chắc về kết quả từ rất lâu trước khi bỏ phiếu diễn ra. Và trâm thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Mọi chuyện vỡ lỡ, Sullivan viết. Dù có muốn thừa nhận thất bại cay đắng này hay không, Clinton đã thua và trâm giành chiến thắng. Sẽ mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và năm để những người ủng hộ Clinton quên đi thất bại cay đắng này. Câu hỏi đặt ra là liệu truyền thông Mỹ có gián tiếp giúp trâm thành người thắng cuộc hay không? Theo tác giả Sullivan, câu trả lời là không, vì báo chí dù quyền lực nhưng không đủ mạnh tới vậy. Nhưng báo chí là thế lực giúp đỡ tích cực cho trùm bất động sản ngay từ trước khi bầu cử sơ bộ ở đảng Cộng Hòa diễn ra vài tháng trước, khi những thông tin về bê bối email của Clinton dày đặt mặt báo, trầm nắm trong tay lợi thế quá lớn để công kích đối thủ. Kết thúc bài viết, tác giả Sullivan nhấn mạnh, nhà báo đã quá xem nhẹ Trump liên tục dìm hàng ông mà quên mất thị phú bất động sản có rất nhiều tiền của, thế lực trong tay. Quan trọng hơn, ông đại diện cho những gì người dân Mỹ mong mỏi, một sự thay đổi mới mẻ từ người đứng đầu Nhà Trắng, sao cho thật đậm chất Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 1 tới đây, Trump sẽ chính thức trở thành tân tổng thống Mỹ. Thế giới sẽ tiếp tục chờ xem, nhiệm kỳ 4 năm của người đàn ông này sẽ dẫn dắt nước Mỹ tới đâu. mất 1 triệu đô la Mỹ một ngày để bảo vệ gia đình Trump ở New York. Các nhà nổi tiếng xa hoa của Tổng thống đắc cử trong Trump Tower New York chứa nhiều kỳ vật quý. Trump đã cho một hãng truyền hình đến khám phá căn nhà. Dẫn lời ba quan chức thành phố CNN cho biết, ngay cả khi ông Trump chuyển lên sống ở Nhà Trắng tại thủ đô Washington vào đầu năm sau, chi phí trên cũng sẽ không giảm đi đáng kể. Lý do là bà Melania Trump và con trai Barron 10 tuổi dự kiến ở lại New York ít nhất đến khi cậu hết năm học. Trong khi đó, ông Trump từng ngụ ý sẽ về thăm vợ con thường xuyên. Ngoài ra, thành phố New York phải trả lương cho cảnh sát bảo vệ các con lớn và cháu của ông Trump, những người được hưởng chế độ bảo vệ của mật vụ Mỹ theo quy định. Tỷ phú Trump có 5 con ruột, 3 con dâu rể và 8 cháu. Thị trường New York Builder Blasio nói trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 11, Nguyên tắc bắt buộc số 1 ở đây là vấn đề an toàn và an ninh. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ Tổng thống đắc cử, gia đình và đội ngũ của ông. Tuy nhiên, ông Palacio cũng cho biết thành phố cần thêm sự hỗ trợ về kinh phí, nhất là lương làm việc ngoài giờ của ngành sát. Ông Palacio cho rằng đây là công việc rất quan trọng và hao tốn nguồn lực đáng kể. Chúng tôi sẽ sớm thảo luận với chính phủ liên bang về việc hoàn trả một phần chi phí mà chúng tôi đang gánh chịu. Dù bảo vệ Tổng thống là nhiệm vụ chính của mật vụ Mỹ, lực lượng hành pháp địa phương vẫn phải hỗ trợ họ, nhất là trong việc kiểm soát vấn đề đi lại của dân chúng. Việc bảo vệ Trump ở New York đặc biệt tốn kém do ông sống ở khu vực dân cư đông đúc nhất của thành phố lớn nhất nước Mỹ. Thị trường New York cho hay, chúng tôi chưa từng gặp phải hoàn cảnh một tổng thống sẽ ở lại đây, tức New York, thường xuyên như vậy. Chi si tiết về kế hoạch tương lai của ông Trump chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn trong 65 ngày tới, cho đến khi ông Trump nhận nhiệm sở, ông ấy sẽ thường xuyên có mặt ở đây. New York từng nhận được sự hỗ trợ về chi phí bảo vệ các lãnh đạo thế giới khi họ đến thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại đây. Trong vòng một năm tính đến hôm 30 tháng 6, thành phố đã được hoàn trả 26 triệu đô la Mỹ cho khoản chi nói trên. Dân trung cư Trump Place kịch liệt đòi xóa tên Trump khỏi tòa nhà. Sắp tới 3 tòa nhà trung cư 140, 160 và 180 ở Trump Place thuộc đại lộ Riverside, New York sẽ được đổi tên mới theo địa chỉ đường phố. Công ty thương mại Equity Residential có trụ sở tại Chicago cho biết, theo phó chủ tịch Equity Residential về đầu tư và quan hệ công chúng Martin McKenna, hiện tại họ đang nghiên cứu một giải pháp theo hướng trung tính hơn, có thể giúp hài hòa cả cư dân hiện tại và tương lai sinh sống tại đây. Cũng theo lời McKenna, Equity Residential đã có hợp đồng liên quan đến việc sử dụng tên của tân tổng thống Donald Trump, tuy nhiên thời hạn của hợp đồng đã kết thúc và họ không còn bị ràng buộc về vấn đề này. Sau khi biết thông tin tên của ông Donald Trump sẽ bị gỡ bỏ khỏi tòa nhà Trump Place những người dân nơi đây tỏ ra vô cùng sung sướng. Được biết, ba tòa nhà trung cư 140, 160 và 180 ở Chamblet có tổng cộng 1.325 căn hộ là nơi cư trú của hàng ngàn người, bao gồm phụ nữ, người nhập cư và những người theo chủ nghĩa tự do. Những tòa nhà này hiện nay không còn thuộc sở hữu của ông Trump mà do công ty thương mại Equity Residential có trụ sở tại Chicago quản lý. Công ty này mua khu nhà này vào năm 2005 với giá 809 triệu đô la Mỹ. Trước đây tỷ phú Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tham gia đầu tư phát triển tại khu vực này và đặt tên tòa nhà là Trump